đó là cái kết quả thực sự mà thầy đã biết được con đường đi trong theo kinh Nguyên Thủy trong 6 tháng cuối cùng của năm 90, thì thầy đã thấy kết quả như vậy. Và thầy cố gắng chỉ tập trung hướng dẫn cho mình mật hạnh, thì cuối cùng thì mật hạnh cũng đạt được cái kết quả như vậy, và rất tốt. Đầu tiên thì khắc phục cho nó, phá được hôn trầm, sống độc cư, phá hôn trầm. Phá hôn trầm thì thầy bắt nó ngồi dưới thầy, rồi thầy điều khiển cho nó suốt đêm để cho nó phá cho được cái hôn trầm. Từ đó giờ giấc nghiêm chỉnh, giờ nào ra giờ nấy, không có bê trễ nữa. Rồi bắt buộc sống độc cư, không được tiếp duyên, cho nên tâm tuôn trào. Từ tuôn trào chuyện này đến chuyện khác, cuối cùng thì không còn tuôn trào nữa, cho nên tâm quay vào, không phóng dật ra ngoài. Do đó lúc bây giờ nó thấy rất là thiền định, rất tốt. Thì các con thấy rằng cái kinh nghiệm tu hành của thầy và cố gắng hướng dẫn cho mật hạnh. Mật hạnh là một cái người u tối nhất, khó khăn nhất, không có như cái người khác có học thức giỏi, hiểu biết nhiều, nó chỉ dốt nát như ông bằng đặt. Do đó chỉ cái sự cố gắng sống chỗ đúng, thật đúng là có kết quả. Mà chẳng có một cái bệnh đau nào mà xảy ra cho nó hết, chỉ có một cái bệnh tưởng của nó mà thôi. Nhưng vì nó không nghe lời thầy, cho nên nó phá độc cư mà đi ra, cho nên vì vậy mà cái thời gian nó còn phải kéo dài. Chứ còn nếu mà nó đừng phá độc cư, đừng có sợ hãi của cái bệnh tưởng, thì chắc chắn nó đã thành tựu lâu lắm rồi, nghĩa là làm chủ được sự sống chết lâu lắm rồi, chứ không phải mới bây giờ. Nó thì hôm nay thì các con thấy rằng trên bước đường mà tu tập, cái gì mà thầy dạy mà các con giữ đúng thì các con nhanh, mà các con giữ không đúng thì các con không nhanh. Chẳng hạn thầy bảo các con như tại sao cô Út không có dạy các con ngồi, nhưng mà thầy thì thầy tùy thuận ở các con nhiều hơn, không nên gắn ép người khác, từ từ khẽ lần. Cô Út thì đập phá để cho xả tâm cho được mà thôi. Còn riêng thầy thì nhẹ nhàng an ủi, sợ e mà đập phá mạnh thì làm cho các con thối tâm, không có tu tập được, giúp cho các con được vui vẻ theo cái ý muốn của mình lần lượt, rồi bẻ dần lãi dần cho đến khi mà các con đi vào đúng cái quỹ đạo của Phật dạy mà thôi. Cũng như các con biết, như Minh Tông theo thầy tu học nay là 4 năm rồi, cũng như các con đã theo thầy, thì bên nữ các con đã theo thầy khỏe như là nay cũng là 4 năm rồi, nhưng mà tại sao các con không có kết quả được? Thì bằng chứng là các con thiếu độc cư. Nhưng mà tại sao Minh Tông lại có độc cư mà không có kết quả? Độc cư chưa trọn vẹn, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì nó có độc cư hơn các người khác, hơn các người khác. Nhưng vì nó đã tu từ Tịnh Độ rồi đến Mật Tông, rồi sau khi Thiền Tông đến hơi thở thầy dạy, thì nó có một sức ức chế tâm rất là vĩ đại. Hít thở, nương vào hơi thở, hay hoặc niệm Phật từ 1.000-2.000 câu cho đến 1.000-2.000 hơi thở, không có một niệm vọng tưởng xen vào. Khi mà sổ tức như vậy thì các con biết cái chế tâm của nó hết, và cái sự mà gom tâm của nó thì các con không thể nào lường được cái sự gom tâm. Nhưng mà cuối cùng thì các con biết tại sao không kết quả không? Tại vì cái tâm không xả. Cho nên đến gần bước vào tứ thiền thì đứng lại. Bởi vì đi tới nữa mà để mà dừng hơi thở mà dùng pháp hướng á, thì nó sẽ dừng hơi thở. Mà dừng hơi thở mà trong cái pháp hướng để điều khiển, mà nhắc nó để mà dừng hơi thở, thì cái cơ thể sẽ bị bệnh tật liền tức khắc. Cho nên nó có bị thời gian, bị ra máu. Bị ra máu là do bị ức chế hơi thở, do tâm và cũng là do cơ để ức chế, gần như là nín, coi như là nín thở đó, không thở đó, thì tai hại rất lớn. Mà mai là phát giác kịp, chứ không khéo thì sẽ thành bệnh rất nặng, không có thể được. Mà thầy gọi là thọ hành, hay là hành thọ, nghĩa là mình tu hành, mình tạo ra cái thọ đó, chứ không phải là từ thân mình có cái bệnh đó, gọi là hành thọ.
do cái hành thọ một một phần á, thì nếu mà cái người mà không có dụng cơ mở chế đó, mà cái hành thọ mà xảy ra thì đó là tưởng thọ. Còn cái người do các cơ mở chế, cũng như bây giờ nói tịnh chỉ hơi thở, thì các con lại hiểu lầm cái danh từ tịnh chỉ. Như thầy đã nhắc, tịnh chỉ là nó thanh tịnh cái hơi thở, rồi từng tự nó chỉ nó, chứ không phải chúng ta ức chế nó, tập thở chậm nhẹ lần lần rồi ngưng hơi thở, tự mình nín hơi thở lại, thì cái đó là cái sai. Nó không phải tịnh chỉ mà nó là đình chỉ hơi thở, thì cái đó là cái sai của các con tu tập. Cho nên chúng ta muốn mau mà thành chậm, chúng ta phải biết là cái tâm thanh tịnh là cái tâm không tham sân si, thì nó là tịnh. Mà khi tịnh thì nó mới chỉ được hơi thở, nó mới ngưng được hơi thở. Tức là cái hơi thở nó phải theo cái thân thanh tịnh mà nó mới thanh tịnh được cái hơi thở. Nó thanh tịnh được cái hơi thở thì nó mới chỉ được cái hơi thở. Còn nếu không thanh tịnh thì không chỉ được hơi thở, cho nên không thể nào mà nhập vào tứ thiền. Cho nên Minh Tâm hỏi thầy, như trong kinh Phật dạy thì xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh thì nhập tứ thiền, chứ Phật đâu có dạy tịnh chỉ hơi thở mà nhập tứ thiền. Thì rõ ràng là trong những cái bài kinh thì Phật phần nhiều thì Phật nói xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh thì nhập tứ thiền. Nhưng các con nên nhớ rằng có một cái bài kinh Phật dạy trong thân chúng ta có ba hành: thân hành, khẩu hành và ý hành. Khẩu hành á, là tầm tứ, mà thân hành là hơi thở, ý hành là thọ tưởng. Do đó một cái người mà nhập nhị thiền á, thì tịnh chỉ tầm tứ, tức là tịnh chỉ khẩu hành. Mà nhập tứ thiền á, thì tịnh chỉ thân hành, mà thân hành tức là hơi thở. Cho nên trong cái bài kinh nhập tức xuất tức á, ở trong kinh Trung Bộ, mà cái bài kinh nhập tức xuất tức á, thì Phật dạy hơi thở tức là thân. Cho nên do vì vậy mà khi hơi thở mà dừng á, thì thân dừng, mà tâm dừng. Mà tâm dừng thì cái thức nó dừng, nó đâu còn biết. Cho nên ở đây chúng ta muốn biết được tại sao nhập tứ thiền mà lại còn cái thức. Vậy cái thức nào mà còn, mà cái thức nào lại dừng? Đó là cách thức mà thầy sẽ giảng dạy trong những cái buổi vấn đạo, những lời hỏi của các con. Đó thì hôm nay chúng ta thấy được cái điều kiện do các con tu sai ngồi ức chế. Như thầy không có kiểm tra các con, chứ sự thật ra các con biết khi mà chúng ta ngồi như thế này, kiết già xong rồi, bắt đầu chúng ta ngồi, chúng ta hít thở để mà gom tâm, thì các con biết như thế nào, hai cái vai các con gồng lên liền tức khắc. Nếu mà các con không có chịu thư giãn xả xuống như thế này thì các con sẽ bị gồng, sẽ bị gồng hai cái vai, và thấy nó gom, nó tập trung, nhưng mà bị gồng, bị dùng cơ mà gom tâm ở nữa. Hai cái vai rất là cảm giác rất rõ ràng. Cho nên khi chúng ta gom lại một hơi thở chậm rồi, bắt đầu thở hơi thở bình thường, thì chúng ta nương vào hơi thở bình thường, thì chúng ta hướng tâm, chúng ta nhắc các cơ trong thân phải xả xuống, buông xuống, thư giãn. Thì lúc bây giờ các con nhắc thả xuống, thì các con nghe cái vai các con buông xuống cái gì, thì các con nghe nó nhẹ nhàng, chứ nó không còn gồng lên. Đó là cách thức chúng ta thư giãn lại, cho cơ thể nó thư giãn hoàn toàn, không bị ức chế các cơ mà gom tâm, mà chúng ta tu tập bằng cách xả tâm. Cho nên vì vậy mà khi nương vào hơi thở thì chúng ta thường theo pháp như lý tác ý mà quán. Quán lý tham, tôi biết tôi đang thở vô. Quán lý tham, tôi biết tôi đang thở ra. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta nương vào cái tỉnh thức của hơi thở để mà chúng ta xả cái tâm, khắc phục tham ưu như trong túi niệm xứ Phật đã dạy. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ ngồi để mà lặng lẽ không có niệm vọng tưởng, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, rồi chúng ta hướng tâm nhắc hơi thở phải mất đi để tầm tứ diệt, để nhập nhị thiền, thì một lúc hơi thở chúng ta sẽ xả bỏ, không chú ý hơi thở nữa, thì lúc bây giờ chúng ta không thấy hơi thở, thì chỉ có một trạng thái an lạc của định sanh hỷ lạc của nhị thiền, tức là của diệt tầm tứ. Thường là các con sẽ thấy thích thú ở trạng thái này rất nhiều, nhưng đó là cái sai không đúng. Bây giờ để tiếp tục trả lời câu hỏi của cô Diệu Thành, tức là cô Minh Cảnh.
Hỏi: kính mong thầy từ bi chỉ dạy cho con được rõ. Nhà khoa học cho rằng thân con người nhờ bộ não điều khiển hoạt động. Một em bé lấy đồ chơi ra chơi rồi sắp xếp trở lại. Khoa học cho đó là bộ não điều khiển cho em bé không biết gì. Đáp: bộ não của con người là ý căn. Cái bộ não của chúng ta là ý căn, nhưng cũng có những kinh sách cho rằng cái ý căn đó là trái tim của chúng ta, thì đó là sai. Bởi vì tất cả những cái sự hoạt động trong thân của chúng ta đều do thần kinh, và tất cả những cái phần ở trên óc của chúng ta thì đó là cái ý căn của chúng ta. Bộ não của con người là ý căn. Ý căn hoạt động sinh ra ý thức. Nghĩa là khi mà cái bộ não chúng ta nó hoạt động á, thì ngay đó là cái ý thức. Cho nên chúng ta thấy cái nhãn thức này, cái nhãn căn là con mắt của chúng ta đó, thì ngay trong cái nhãn căn nó hoạt động thì nó tiếp xúc với một cái vật, thì ngay đó nó có cái nhãn thức liền. Chứ không phải cái ý thức nó nhảy đến để mà làm việc với cái nhãn căn đâu, mà ở tại con mắt chúng ta nó có cái nhãn thức. Rồi cái ở lỗ tai chúng ta này có cái âm thanh tác động vào này, thì tác động vào cái căn, cái nhĩ căn của chúng ta. Nhưng cái nhĩ thức nó phân biệt ra tiếng đó là tiếng gió, tiếng chó sủa, tiếng người đi, tiếng xe chạy, nó phân biệt được. Đó là cái nhĩ thức của chúng ta nó phân biệt, chứ không phải là ý thức nó làm việc chỗ đó đâu. Ý thức nó làm việc là ở chỗ bộ óc của nó, là ý căn của nó mà thôi. Các con hiểu vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới có 6 cái thức á: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. Còn 6 cái căn á là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Đó là những cái phần của cái căn của nó. Khoa học bảo rằng bộ não điều khiển cho em bé không biết là sai. Nghĩa là lúc bây giờ em bé, nó tuy là nó bé, nó không nói ra, nhưng mà nó có cái sự biết. Khi mà cái bộ não nó hoạt động thì ngay đó nó có cái biết của nó, chứ không phải. Cho nên nó biết mở cái hộp đồ chơi ra nó chơi, sau đó nó biết sắp xếp trở lại. Đó là một đứa bé thông minh. Còn một đứa bé mà không thông minh á, thì nó mở ra nó chơi, nó quăng bừa bãi rồi bắt đầu nó nằm xuống nó ngủ, chứ nó không sắp xếp lại, tức là đứa bé không thông minh. Cho nên các nhà khoa học cho rằng á, một bộ não mà đặc sệt á, thì thông minh. Một bộ não nhão và lỏng lẻo trong đó thì người ít thông minh, thì cũng đúng. Bởi vì nó đặc nó phải nhiều, nó có phần nhiều, những cái tế bào não trong đó nhiều, tức là nó hoạt động nó phải thông minh hơn là cái người mà cái tế bào não ít. Bộ não là ý căn hoạt động sinh ra ý thức, tức là em bé biết việc làm của em bé, chứ không phải không biết đâu. Ý thức tức là sự hiểu biết của con người, nhưng ý thức chỉ là cái biết của thân, chứ không phải cái biết của tưởng, của tâm. Cái biết của tưởng là khi chúng ta nằm ngủ chiêm bao, cái biết của tâm là khi chúng ta nhập định. Chúng ta phải phân biệt. Bởi vì trong cái bộ não của chúng ta nó chia ra làm nhiều cái tế bào não. Cái phần mà tế bào não mà làm việc cho cái ý thức á, cho cái ý thức của chúng ta hiện giờ biết, ở trong cái ý thức mà có sự biết, hiểu biết mà hữu hạn này á, thì cái phần mà tế bào não đó nó hoạt động. Như bây giờ chúng ta đang sống thì có cái phần tế bào não đó hoạt động. Còn một số tế bào não hoàn toàn không hoạt động, nó đang nằm đó. Cho nên khi mà cái số tế bào não mà hoạt động ý thức của chúng ta hàng ngày, ban ngày á, khi chúng ta ngủ á, thì cái số tế bào não đó nó cũng nghỉ. Nó nhường lại cho cái số tế bào não khác làm việc, thì trong lúc đó chúng ta chiêm bao. Đó là mà thầy gọi là tưởng thức. Mà khi mà tất cả các tế bào não của tưởng thức và của ý thức á, nó ngưng hoàn toàn, nó không làm việc, nó ngưng nghỉ á, thì cái tế bào của tâm thức chúng ta mới trỗi dậy làm việc. Do đó mà chúng ta gọi là trí tuệ tam minh, hay là tâm thức của chúng ta. Khi chúng ta nhập định, ba cái biết này đều do bộ não hoạt động. Nghĩa là ba cái biết từ cái ý thức biết này, tưởng thức biết này và cái tâm thức này đều là do bộ não của chúng ta hoạt động. Nếu bộ não chúng ta mà hủy diệt, hoại diệt thì ba cái thức này không còn.